Luận Đại Trí Độ, quyển 8. Phóng quang, chiếu hào quang. Tiếp theo, kinh Đức Thế Tôn lại dùng thường quang minh chiếu khắp 3.000 đại thiên thế giới, cùng chiếu đến hàng xa thế giới Phật khác trong khắp mười phương. Nếu có chúng sinh nào nhận được ánh quang minh này thì quyết định được đạo vô thượng Bồ Đề. Luận hỏi: Trước đây đã nói phóng quang minh rồi, nay vì sao lại nói phóng thường quang chiếu khắp mười phương? Đáp: Vì Chúa có chúng sanh thấy ánh quang minh lạ, nghĩ là chẳng phải Phật phóng quang, nay Phật dùng thường quang, khiến người trông thấy đều vững tin rằng ánh quang minh này chắc chắn là của Phật. Từ đó họ chuyển đạo tâm, sanh hoan hỷ, ắt được đạo vô thượng Bồ Đề vậy. Hỏi: Thế nào gọi là thường quang minh? Đáp: Ở quanh thân Phật có quang minh tỏa xa một trượng, gọi là thường quang minh. Hỏi: Vì sao thường quang chỉ có một trượng mà không nhiều hơn? Đáp: Thường quang của chư Phật chiếu khắp mười phương thế giới, song vào đời năm trượng, chúng sanh ít phước đức, ít trí huệ, nên Phật chỉ thị hiện một trượng quang minh mà thôi. Vì sao vậy? Vì tầm mắt của chúng sanh ở cõi này không thể chịu được ánh sáng nhiều hơn. Nếu gặp chúng sanh lợi căn phước đức nhiều thì Phật hiện vô lượng quang minh. Kinh Đức Thế Tôn mỉm cười, hiện tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cả 3.000 đại thiên thế giới. Từ tướng lưỡi phóng ra vô lượng ngàn vạn đức quang minh, mỗi quang minh hóa thành hoa sen báu ngàn cánh sắc vàng. Trên mỗi hoa sen có một hóa Phật, ngồi kết già tuyên thuyết sáu pháp ba la mật. Nếu có chúng sanh nào nghe được, quyết định được đạo vô thượng Bồ Đề. Lại ở các thế giới Phật khác, nhiều như số cát của sông Hằng cũng đẹp như vậy cả. Luận hỏi: Phật là đấng tối tôn tối trọng, vì sao Phật còn hiện tướng lưỡi rộng dài để làm gì? Đáp: Sau khi phóng quang xong, nay Phật muốn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật là pháp thầm thâm, khó tin khó thọ, nên mới hiện tướng lưỡi rộng dài để làm chứng cho lời nói chân thật. Ví như có một thời, Phật ở thành xá Bà Đề, sau khi thọ tuế, Phật đi du hành các nước, có ngài A Nan theo hầu. Phật muốn đến thành của một vị vua Bà La Môn, nhưng vị vua này biết Phật có thần đức cảm hóa được tâm người nên không muốn Phật có dịp tiếp xúc nhiều với nhân dân trong nước của mình. Nhà vua bèn ra lệnh cấm nhân dân không được cúng dường Phật, truyền rằng nếu ai cúng dường Phật nghe Phật thuyết pháp thì sẽ phải nộp phạt 500 đồng tiền vàng. Khi Phật và ngài A Nan đi vào thành khất thực, mọi nhà đều đóng kín cửa. Lúc bấy giờ, tại một nhà nọ có một bà lão đem bát cháo thiêu đi đổ. Bà lão vừa ra khỏi cửa liền thấy Phật và ngài A Nan ôm bình bát đi lại. Bà lão thấy Phật tướng mạo trang nghiêm, thân sắc vàng rực rỡ, lông trắng giữa chặng mày, nhục kế ở đỉnh đầu lại có hào quang một trượng bao quanh. Thế nhưng bà lại rất đỗi ngạc nhiên thấy Phật và vị thị giả ôm bình bát rỗng chẳng có gì để ăn cả. Thấy vậy rồi bà suy nghĩ, vị thần này đáng dùng thức ăn của nhà trời, sao lại ôm bình bát rỗng đi khất thực trong loài người? Chắc là do lòng đại từ đại bi thương xót chúng sanh mà làm như vậy. Nghĩ như vậy rồi tâm bà trở nên thanh tịnh. Bà muốn đem thức ăn cúng dường Phật mà chẳng có được. Bà hổ thẹn bạch Phật, con rất muốn được cúng dường Phật mà con chẳng có gì. Này có ít cháo thiêu, nếu Phật cần dùng, con xin kính dâng lên Phật. Phật biết tâm bà thanh tịnh, tín kính Phật, tiền đưa bình bát nhận lấy phần cháo thiêu. Rồi Phật mỉm cười hiện quang minh, đủ năm sắc chiếu khắp nơi. Ngài A Nan quỳ gối bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Thế Tôn mỉm cười? Phật dạy: Này A Nan, người có thấy bà lão đến tín tâm thanh tịnh cúng dường ta chăng? Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con có thấy. Phật dạy: Bà lão này do nhân duyên tịnh thí Phật sẽ hưởng được 15 kiếp ở cõi trời, sau đó sẽ trở lại trong nhân gian thọ các phước lạc, chẳng đọa vào ác đạo. Về sau sẽ được thân nam xuất gia thành Bích Chi Phật vào vô dư niết bàn. Lúc bấy giờ có một người Bà La Môn chứng kiến sự việc đến gần Phật nói kệ rằng: Ông là dòng Sát Đế Lợi, thái tử của Tịnh Phạn Vương, vì miếng ăn sanh vọng ngữ thì cháo thiêu được phước chăng? Lúc bấy giờ Phật hiện tướng lưỡi dài phủ cả mặt lên đến tận chân tóc và hỏi người Bà La Môn rằng: Theo kinh thơ của ông thì người có tướng lưỡi rộng dài có nói dối không? Người Bà La Môn đáp: Người len lưỡi chấm mũi là đã không nói dối rồi, huống nữa là len lưỡi chấm đến chân tóc như Phật vậy.
Còn tiền Phật không nói dối, nhưng chẳng biết vì sao chỉ bố thí chút ít cháo thiêu mà lại được phước báo nhiều đến như vậy. Phật hỏi người Bà La Môn, ông có bao giờ thấy những việc hy hữu ở thế gian không? Người Bà La Môn đáp, còn có thấy, ví như thấy một cây ni câu lâu đà che dọc cả một vùng lớn, đến cả 500 cỗ xe của khách làng buôn đậu ở dưới mà vẫn còn thừa bóng mát, thật là hy hữu. Phật hỏi người Bà La Môn, hạt của loại cây ấy lớn hay nhỏ? Người Bà La Môn đáp, chỉ bằng hạt đậu thôi. Phật bảo, vì sao hạt nhỏ mà lại sanh được cây lớn như vậy? Có thể tin được lời ông nói chăng? Người Bà La Môn đáp, chính mắt con thấy như vậy, chẳng phải con nói dối. Phật bảo, ta cũng thấy như vậy. Bà lão này đem tín tâm thanh tịnh bố thí nên được phước báo lớn như vậy đó. Gieo nhân ít mà được quả nhiều, chẳng khác nào cây kia từ hạt nhỏ mà thành cây lớn như vậy. Vì sao vậy? Vì Như Lai là phước điển tốt nhất để cho người thực hành hạnh bố thí vậy. Người Bà La Môn nghe xong, tâm được khai mở, lý được thông giải, gieo năm vóc xuống đất xin sám hối tội lỗi và bạch Phật. Còn vì ngu si mà sanh tâm không tín kính Phật, cúi xin Phật vì con nói pháp. Phật vì người Bà La Môn thuyết một thời pháp, khiến người ấy liền chứng được quả tu đà hoàn. Tức thời ông đưa tay lên cao và nói lớn rằng, cửa cam lồ đã mở rộng, hết thảy dân chúng ở trong thành hãy mau mau đến cúng dường Phật. Hết thảy dân chúng trong thành nghe như vậy, liền mở tung cửa chạy hết ra đường, đến cúng dường Phật. Tự nghĩ rằng, đến với Phật sẽ được hưởng vị cam lồ, cớ sao chúng ta còn sợ bị phạt vạ 500 tiền vàng mà chẳng dám cúng dường Phật. Nhà vua thấy lệnh cấm chẳng còn được dân chúng tuân theo nữa, thấy rõ việc làm sai trái của mình, nên đã cùng với thần dân xin quy y với Phật. Hết thảy mọi người đều được tín tâm thanh tịnh. Do vì muốn giáo hóa những người không có tín tâm mà Phật đã hiện tướng lưỡi rộng dài vậy. Hỏi, Phật vì người Bà La Môn bất tín mà hiện tướng lưỡi rộng dài, nay vì sao đối trước 3.000 đại thiên thế giới mà Phật cũng hiện tướng lưỡi rộng dài? Đáp, nay vì đại sự nhân duyên nói kinh Bát Nhã Ba La Mật mà Phật hiện tướng lưỡi rộng dài. Hỏi, làm sao làm cho hết thảy dân chúng trong một thành thấy được tướng lưỡi rộng dài là đã khó rồi, nay nói kinh Bát Nhã Ba La Mật cho vô số chúng sanh ở khắp mười phương thì làm sao những chúng sanh ấy có thể thấy được tướng lưỡi rộng dài của Phật? Đáp, Phật dùng nhiều phương tiện thần lực khiến chúng sanh ở khắp mười phương đều có thể thấy được tướng lưỡi rộng dài của Phật. Nơi kinh Bát Nhã Ba La Mật này có phẩm nói, hết thảy chúng hội đều thấy được chúng hội của Phật A Xúc Bệ, cũng như khi Phật thuyết về thế giới của Phật A Di Đà đủ các thứ trang nghiêm, ngài A Nan xin cho được thấy, Phật liền dùng thần lực cho tất cả chúng hội đều được thấy thế giới trang nghiêm của Phật A Di Đà. Hỏi, vì sao lưỡi cũng phóng quang minh? Đáp, vì Phật muốn hết thảy mọi người đều được tín tâm thanh tịnh nên phóng quang minh nơi lưỡi. Lại nữa, Phật hiện tướng lưỡi màu sắc như san hô phát ánh sáng màu vàng. Ở nơi vùng ánh sáng ấy hiện ra các hoa sen báu ngàn cánh phát quang minh chói sáng như mặt trời mới mọc. Hỏi, vì sao trong quang minh lại biến hóa thành hoa sen báu? Đáp, vì các vị hóa Phật sẽ ngồi trên các hoa sen ấy. Hỏi, ngồi trên giường trên ghế cũng được rồi, vì sao lại ngồi trên hoa sen? Đáp, người thế gian ngồi trên giường trên ghế, còn Phật ngồi trên hoa sen mềm mại thơm tho chẳng có loại hoa nào sánh kịp, nên được dùng để trang nghiêm vi diệu pháp tòa. Hoa sen ở hồ Anna Bà Đạt Đa lớn như bánh xe, một người có thể ngồi kiết già trên đó được. Hoa sen của trời lớn hơn, hoa sen của Phật lại còn lớn hơn gấp bội. Lại nữa, có truyền thuyết rằng vào thời kiếp tận, khi tất cả đều bị thiêu rụi trở thành khoảng trống không, nhưng do nhân duyên phước đức của chúng sanh mà gió từ mười phương thổi đến đối chạm nhau, giữ lại một dòng nước lớn. Trên dòng nước ấy xuất hiện một người có 1.000 đầu, 2.000 tay, 2.000 chân, tên là Vinh Niệu. Ở ngay rốn của người ấy mọc ra một đóa hoa sen ngàn cánh, chiếu hào quang sáng như cả vạn mặt trời. Trên hoa sen có một người ngồi kiết già, người ấy có vô lượng quang minh chiếu sáng, chính là Phạm Thiên Vương. Phạm Thiên Vương có 8 người con, 8 người con của Phạm Thiên Vương sinh ra trời đất và loài người. Phạm Thiên Vương do tu thiền định mà được đầy đủ các phạm hạnh, được thanh tịnh, chẳng còn dâm nộ si. Phạm Thiên Vương ngồi trên hoa sen nên chư Phật cũng tùy thuận thế gian, ngồi kết già trên hoa sen thuyết sáu pháp Ba La Mật.
Hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hóa ra vô lượng hóa Phật, làm sao vô lượng hóa Phật có thể thuyết pháp cùng một lúc được? Đáp, Phật có vô lượng lực tam muội nên biến hóa của Phật chẳng có thể nghĩ bàn được vậy. Khi Phật thuyết bát nhã ba la mật ở trong chúng hội thì vô lượng hóa Phật cũng đều thuyết bát nhã ba la mật cả. Hỏi, sao lại nói các hóa Phật ngồi trên các hoa sen báu thuyết sáu pháp ba la mật? Đáp, sáu pháp ba la mật chỉ là một pháp. Nếu năm ba la mật kia mà chẳng có bát nhã ba la mật soi sáng thì chẳng có thể được gọi là ba la mật. Phải có bát nhã ba la mật đồng hợp thì mới có thể dẫn đến Phật đạo. Cho nên nói, tuy sáu pháp ba la mật có khác nhau nhưng cũng chỉ là một pháp bát nhã ba la mật mà thôi. Lại nữa, hành bát nhã ba la mật cũng có hai trường hợp, đã được trang nghiêm, chưa được trang nghiêm. Cũng như nói, người đeo chuỗi an lạc là đã trang nghiêm thân, còn người không đeo chuỗi an lạc là chưa được trang nghiêm thân. Hỏi, Phật có đại thần lực biến hóa ra vô lượng hóa Phật ở khắp mười phương nói sáu pháp ba la mật để độ thoát chúng sanh, như vậy vì sao đến nay vẫn còn có chúng sanh chưa được độ? Đáp, có ba điều chướng ngại, đó là những chúng sanh trong ba đường ác không thể hiểu được. Trong loài trời loài người, có những kẻ còn nhỏ, hoặc quá già, hoặc bệnh hoạn, hoặc ám độn nên không thể hiểu được. Hàng trời ở các cõi vô tưởng vô sắc ít chịu nghe, như vậy chúng sanh trong ba trường hợp này hoặc không hiểu hoặc chẳng chịu nghe nên chẳng có thể hiểu biết được vậy. Hỏi, có người thường nghe pháp và cũng hiểu biết nhưng vì sao chẳng được đạo? Đáp, vì còn nặng kiết sử nên dù có nghe pháp, có hiểu lời kinh mà vẫn chưa có thể vào được đạo vậy. Hỏi, nay trong khắp mười phương, chư Phật và chư hóa Phật đều nói pháp cả. Như vậy vì sao những chúng sanh không có ba chướng ấy cũng vẫn chẳng được nghe? Đáp, này chúng ta trong đời năm trược sanh sau Phật nên chẳng có thiện nghiệp báo, lại vì còn nặng nề kiết sử nên chẳng thể nghe chẳng thể biết. Ví như mặt trời vẫn chiếu sáng mà người đuôi mù chẳng thấy nên cho là chẳng có mặt trời. Lại như trời sấm vang rền mà người điếc chẳng nghe nên cho là chẳng có sấm sét vậy. Trong hiện tại cùng khắp mười phương chư Phật và chư hóa Phật đang thuyết sáu pháp ba la mật mà chúng sanh do nhiều nghiệp tội nên chẳng có thể được nghe được vậy. Phải khéo tu để cho tội giảm phước sanh thì mới có thể nghe được chư Phật đang thuyết pháp, thấy được chư Phật khắp mười phương vậy. Kinh lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vẫn ngồi tại tòa sư tử, nhập vào sư tử du hí tam muội, dùng thần thông lực cảm động cả 3.000 đại thiên thế giới, hiện ra 6 điệu chấn động. Luận, hỏi thế nào gọi là du hí tam muội? Đáp, ví như khi sư tử đang bận rộn đùa giỡn với mặt trời thì các loài thú đều được an ổn. Khi Phật nhập vào du hí tam muội làm chấn động cả 3.000 đại thiên thế giới thì các chúng sanh trong ba đường ác được một thời an ổn, ngừng dứt các khổ. Lại nữa, khi Phật nhập vào du hí tam muội hiện ra 6 chấn động khắp 3.000 đại thiên thế giới thì chúng sanh trong ba đường ác nương theo đó mà được giải thoát. Bởi nhân duyên vậy nên gọi là du hí tam muội. Hỏi, vì sao Phật nhập vào du hí tam muội? Đáp, vì Phật muốn làm chấn động 3.000 đại thiên thế giới, dẫn chúng sanh ra khỏi ba đường ác, đưa họ lên hàng trời người. Lại nữa, trước đó đã có ba sự biến hóa từ thân Phật, nhưng có chúng sanh vẫn chưa tin hoặc đã tin mà chưa sâu đậm. Nên này Phật hiện 6 điệu chấn động, khiến chúng sanh biết rõ thần lực của Phật, sanh được tín tâm thanh tịnh, nhờ đó được thoát khổ. Hỏi, chư thiền cũng như chư vị A-la-hán có làm chấn động được đại địa chăng? Đáp, chư thiền và chư vị A-la-hán đều có thể làm chấn động đại địa, nhưng chẳng làm được đầy đủ như Phật. Hỏi, vì sao Phật phải làm 6 điệu chấn động? Đáp, vì Phật muốn cho chúng sanh biết rõ vạn pháp đều là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã. Lại nữa, có nhiều chúng sanh cho rằng mặt trời, mặt trăng, núi, tu di, biển cả đều là thường còn, nên Phật làm 6 điệu chấn động, khiến mọi chúng sinh đều biết rõ hết thảy sự vật đều vô thường. Lại nữa, ví như người muốn nhuộm áo thì trước hết phải giặt áo cho thật sạch. Cũng như vậy, trong hội thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật, trước hết Phật phải dùng thần lực làm chấn động cả 3.000 đại thiên thế giới, khiến chúng sanh khắp 3.000 đại thiên thế giới sanh tâm tín kính nhu nhuyễn vậy. Kinh, 6 điệu chấn động đó là phương đông nổi lên, phương tây chìm xuống, phương tây nổi lên, phương đông chìm xuống, phương nam nổi lên, phương bắc chìm xuống, phương bắc nổi lên, phương nam chìm xuống,
phương bên nổi lên, phương giữa chìm xuống, phương giữa nổi lên, phương bên chìm xuống. Luận, hỏi những nguyên nhân nào gây ra sáu điệu chấn động? Đáp, Phật dạy Ngài A Nan có rất nhiều nguyên nhân gây ra các điệu chấn động. Trong khoa thiền văn có nêu nhiều nguyên nhân, như khi mặt trăng tiến về phía các sao Mão, sao Trường, sao Đô, sao Lâu, sao Vị, vân vân, thì xảy ra nạn hạn hán, trời không mưa, sông lạch khô cạn, mùa gặt bị mất sạch. Đây là một hình thức đại địa chấn động. Nhân duyên gây ra chấn động có khi nhỏ, có khi lớn, lại có chấn động chỉ giới hạn ở cõi Diêm Phủ Đà. Có chấn động lan rộng khắp cả bốn châu thiên hạ, có chấn động truyền khắp cả 3.000 đại thiên thế giới. Chấn động lớn chỉ xảy ra khi có đại sự nhân duyên, như khi Phật đản sanh, khi Phật thành đạo, khi Phật gần nhập Niết Bàn. Lại nữa, nay Phật muốn nói kinh Bát Nhã Ba La Mật, muốn thọ ký cho các Bồ Tát sẽ được thành Phật trong thời vị lai, làm cho các địa thần đều hoan hỉ vui mừng nên hiện sáu điệu chấn động. Lại nữa, hết thảy các sự vật trong vũ trụ, núi, sông, đất đai, cây cối, vân vân đều là vô thường mà chúng sanh chẳng hay biết, nên Phật dùng đại thần lực của vô lượng phước đức trí huệ để làm chấn động cả đại địa, khiến chúng sanh biết rõ vạn pháp đều là vô thường, là hoại diệt vậy. Lại nữa, đây cũng là do đại nhân duyên phước đức của chúng sanh trong 3.000 đại thiên thế giới mà có đại chấn động vậy. Kinh, đại địa chấn động nhu nhuyến khiến chúng sanh đều hòa vui. Luận, hỏi, vì sao Phật làm chấn động đại địa mà chúng sanh lại hòa vui? Đáp, tâm tùy theo thân, khi thần được an lạc thì tâm cũng vui theo. Tâm chúng sanh thường khô cạn, man dại, ít muốn làm các việc thiện, nên Phật làm sáu điệu chấn động khiến tâm họ trở nên mềm mại nhu nhuyến. Ví như ở cõi trời Tam Thập Tam Thiên có khu vườn hoan lạc, chư thiên ở trong vườn ấy luôn luôn hoan hỉ vui vẻ. Dù cho có bị Atula khởi binh đến đánh, họ cũng chẳng hề oán hận, chẳng hề sanh tâm đấu tranh. Ở đây cũng như vậy, vì Phật thấy chúng sanh ít muốn làm việc thiện nên Phật hiện sáu điệu chấn động khiến chúng sanh xa lìa đường ác, sanh tâm mềm mại nhu nhuyến vui vẻ vậy. Ví như có thứ bùa chú làm cho người hăng say đấu tranh, lại có thứ thuốc làm cho tâm người thanh tịnh hoan hỉ. Một thứ thuốc còn tạo được ảnh hưởng tốt đẹp như vậy, huống nữa là cả 3.000 đại thiên thế giới mềm mại nhu nhuyến mà chẳng cải hóa được tâm người sao. Kinh, khắp 3.000 đại thiên thế giới, chúng sanh ở các cõi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tức thời đều được giải thoát, sanh lên các cõi trời, từ cõi trời tứ thiên vương đến cõi trời tha hóa tự tại thiên. Luận, hỏi, Phật nhập vào du hí tam muội khiến chúng sanh trong ba đường ác đều được sanh lên các cõi trời. Như vậy thì cần gì phải tu phước mới được sanh lên cõi trời? Đáp, như trên đã nói, người có nhiều phước đức thấy được quang minh của Phật liền được độ. Còn người tội cấu nặng nề thì phải nương theo dịp đại địa chấn động mới được độ. Ví như mặt trời chiếu sáng thì trăm hoa đua nở, Phật phóng quang minh khiến người lợi căn thượng trí liền được giải thoát, nhưng người độn căn ám trí vẫn chưa thể được độ. Bởi vậy, nên Phật mới hiện ra sáu điệu chấn động để độ họ vậy. Hỏi, vì sao những người đã có nhiều nhân duyên gieo trồng thiện căn mà lại phải sanh về cõi dục? Đáp, ở cõi vô sắc do chẳng có thân nên chẳng nghe được pháp. Cõi sắc do hưởng quá nhiều lạc thú nên cũng rất khó mà được đạo. Cõi dục là nơi dễ tu, dễ chứng nhất. Lại nữa, Phật dùng thần lực làm chấn động 3.000 đại thiên thế giới, khiến chúng sanh khởi tâm hoan hỷ nên được sanh lên các cõi trời dục giới. Hỏi, nếu nói năm ấm là vô thường, là khổ, là không, là vô ngã thì ai sanh ai chết? Đáp, về vấn đề này trong kinh Bát Nhã Ba La Mật có nói rõ, năm ấm chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường, chẳng phải không cũng chẳng phải chẳng không, chẳng phải ngã cũng chẳng phải vô ngã. Ngoại đạo mong cầu thật ngã, nhưng ngã vốn bất khả đắc, chỉ do hòa hợp mà có. Ví như người huyễn mà có sống có chết, có làm đủ công việc vậy. Hết thảy các pháp chỉ có danh mà chẳng có thật thể. Theo pháp thế gian thì thật có sanh có chết, mà ở nơi thật tướng pháp thì chẳng có sanh chẳng có chết. Còn ở trong vòng vô minh u ám thì còn phải chìm đắm trong sanh tử luân hồi. Khi đã có được đại trí huệ thì liền phá được tướng sanh nên thoát được dòng sanh tử luân hồi. Như bài kệ thuyết, tướng các pháp vốn không, lại cũng chẳng đoạn diệt, do hạnh nghiệp chẳng mất, pháp sanh mà chẳng thường. Tướng pháp như bẹ chuối, tùy tâm mà sanh khởi. Nếu rõ pháp vốn không, tâm sanh pháp cũng không,
Nhưng giới niệm chấp không là xa lìa chánh pháp, biết pháp chẳng sanh diệt, cũng biết xả niệm chấp. Có niệm đoạn lưới ma, không niệm liền giải thoát. Tâm động là phi đạo, chẳng động là pháp ấn. Kinh: Trừ vị thiên tử tự biết túc mạng của mình, sanh tâm hoan hỷ, đến đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng sang một bên. Luận: Trừ thiên ngay khi sanh ra đã có ba điều tự biết, đó là biết mình từ đâu đến, biết mình đã gieo trồng những phước đức gì, biết rõ công đức của mình đã làm trong quá khứ. Hỏi: Làm sao chư thiên có thể tự biết được túc mạng mình? Đáp: Do sanh báo mà chư thiên có được năm thần thông nên tự biết được túc mạng của mình. Lại nữa, do thần lực của Phật mà chư thiên biết được túc mạng của mình, sanh tâm hoan hỷ đến đảnh lễ Phật. Trong loài người cũng có người do sanh báo mà biết túc mạng của mình, như trường hợp các vị chuyển luân thánh vương, cũng có người nhờ nương theo thần lực của Phật mà biết được. Hỏi: Người sanh ra ở đời phải trải qua 9 tháng trong thai mẹ, phải được cho bú, cho ăn, nuôi dưỡng cho đến 10 tuổi mới được vững vàng. Như vậy làm sao chỉ nương theo thần lực của Phật mà có thể từ phương xa đến nơi chỗ Phật được? Đáp: Lối sanh ra đời trong năm đạo chúng sanh đều khác nhau. Hàng chư thiên và hàng chúng sanh ở địa ngục ngạ quỷ có hai lối sanh, đó là thai sanh và hóa sanh. Người và súc sanh có bốn lối sanh, đó là thai sanh, hóa sanh, noãn sanh và thấp sanh. Ví như Tỳ Xá Khư, mẹ của Di Giả La, sanh ra 32 trứng, nở ra 32 người con trai. Di Giả La là người con trai lớn nhất, đây là trường hợp noãn sanh. Lại ví như Sa La Bà Ly, sanh ra một chuyển luân thánh vương từ trên đỉnh đầu của mình, đây là trường hợp thấp sanh. Lại ví như trong chúng tỷ kheo ni của Phật, có một vị tỷ kheo ni tên là A La Bà, từ trong đất tự hóa sanh. Vào thời kiếp sơ, loài người đều được sanh ra đời theo lối hóa sanh, rồi về sau lại thường theo lối thai sanh. Hàng chư thiên sanh ra theo lối hóa sanh, có sanh báo thần thông nên từ phương xa có thể đi đến chỗ Phật được. Kinh: Ở hằng hà xa thế giới, khắp mười phương cũng hiện ra sáu điều chấn động khiến các loài ngạ quỷ súc sanh đều cùng các chúng sanh khác trong tám nạn đều được giải thoát sanh lên cõi trời dục giới. Luận: Hỏi, nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có đại thần lực, rộng độ được hết thảy chúng sanh trong khắp mười phương, thì cần gì đến các đức Phật khác nữa? Đáp: Chúng sanh vô lượng, can tánh không đồng đều. Không đồng đều nhau, có người đã thuần thục, có người chưa thuần thục. Ví như trong Kinh Thanh Văn có chép một chuyện về Ngài Xá Lợi Phất như sau. Ngài Xá Lợi Phất có nhân duyên với các đệ tử của Ngài, cho nên chỉ có Ngài mới độ được các người ấy, đến các Đức Phật cũng chẳng có độ được họ. Lại nữa, có chúng sanh có nhân duyên với Đức Phật này, mà chẳng có nhân duyên với các Đức Phật khác. Chúng sanh vô lượng, thế giới vô tận, nên Phật độ chúng sanh cũng vô tận. Kinh: Lúc bấy giờ khắp 3.000 đại thiên thế giới, kẻ mù bẩm sanh thấy được, kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được, kẻ cuồng được tỉnh lại, kẻ loạn được định tâm, kẻ nghèo nàn, đói khát được ấm no, kẻ bệnh được lành, kẻ tàn tật được 6 căn đầy đủ. Luận: Hỏi, chúng sanh chịu vô lượng khổ đau như vậy, nếu Phật có đại thần lực, thì sao không làm cho hết thảy chúng sanh được giải thoát? Đáp: Hết thảy chúng sanh đều được cứu độ. Trên đây chỉ nói sơ lược phần thô mà thôi. Hỏi, nói người mù thấy là đủ rồi, sao còn nói người mù bẩm sanh thấy được làm gì nữa? Đáp: Người mù bẩm sanh vừa sanh ra đã bị mù là do nhân đời trước có tội nặng. Tội nặng mà còn được cứu độ, huống nữa là tội nhẹ. Người mù bẩm sanh còn thấy được, đương nhiên người mù trong những trường hợp khác đều thấy được cả. Người mù bẩm sanh do đời trước đã làm các tội nặng như sau: phá mắt hoặc móc mắt chúng sanh, phá mắt chánh kiến nghĩa là chẳng tin có tội phước, hạng người ấy khi chết đọa vào địa ngục. Sau sanh lại làm người thì bị mù mắt ngay trong thai mẹ. Phá hoặc trộm cắp các bảo châu đèn đuốc ở các tháp thờ Phật, thờ Bích Chi Phật hoặc thờ các bậc thánh. Như vậy có đủ các thứ nhân duyên nghiệp tội khiến chúng sanh hoặc vừa sanh ra đã bị mù, hoặc lớn lên bị tai nạn mà bị mù. Những chúng sanh này nhờ thần lực của Phật đều được sáng mắt. Hỏi, do nhân duyên gì mà bị điếc? Đáp, vì đời trước được thầy dạy dỗ mà chẳng chịu học, chẳng nghe lời thầy mà còn trở lại oán giận thầy nữa, do nhân duyên vậy mà bị điếc. Lại nữa, vì đời trước đâm lủng tai chúng sanh, hoặc trộm chuông, trộm trống, trộm chiêng, vân vân, ở các nơi thờ Phật, thờ Tăng, vân vân, bởi nhân duyên vậy mà bị điếc.
Hỏi do nhân duyên gì mà bị câm? Đáp: vì đời trước cắt lưỡi chúng sanh, hoặc cho họ uống các thứ thuốc độc khiến họ không còn nói được. Lại nữa, vì ngắt lời răn dạy của các bậc cha mẹ, các bậc thầy, hoặc vì chẳng tin có tội phước phá chánh ngữ. Bởi các nhân duyên vậy mà bị câm. Hỏi do nhân duyên gì mà bị cuồng? Đáp: vì đời trước phá người tọa thiện, tọa thiền phá các nơi tọa thiền, hoặc dùng bùa chú khiến kẻ khác khởi tâm sân nhuế đấu tranh, đắm mình trong dâm dục, bởi nhân duyên vậy mà bị cuồng. Lại nữa, người quá dày kiết sử, người bị xúc cảm quá mạnh, người bị phong, bị sốt nặng, bị các bệnh nan y, cũng có thể trở thành cuồng điên mất trí. Ví như tỷ kheo Kiền Sát Đa, khi còn là cư sĩ bị chết, cùng một lúc bảy người con quá buồn khổ mà trở thành người cuồng trí. Lại ví như có người Bà La Môn vừa bị mất mùa, mất sạch tiền bạc, vừa bị chết vợ nên trở thành người cuồng trí. Những chúng sanh như vậy nhờ thần lực của Phật đều được tỉnh lại cả. Hỏi do nhân duyên gì mà bị loạn tâm? Đáp: vì thường niệm điều bất thiện nên bị loạn trí. Ví như người chẳng biết quán vô thường, xong rồi theo chế sự, chìm đắm trong dục lạc khiến tâm chẳng bao giờ được an lạc. Những người như vậy, nếu có thiện duyên gần được chánh pháp thì tâm liền được an định. Hỏi: loạn và cuồng khác nhau như thế nào? Đáp: có người tuy chẳng có cuồng mà tâm thường bị nhiễu loạn, chẳng có thể tập trung chuyên chú, nên bị mất tâm lực khiến chẳng có thể được đạo. Hỏi: có bao nhiêu loại người cuồng? Đáp: có hai loại người cuồng, đó là người cuồng mà ai nhìn thấy cũng biết, người có ác tâm độc tà vậy, mà các người khác trông thấy khó nhận biết ra được. Trong kinh có chép mẩu chuyện sau đây: ở bên Nam Thiên Trúc có vị pháp sư ngồi trên tòa cao thuyết giảng về năm giới. Trong hội có rất nhiều người ngoại đạo ngồi nghe giảng. Lúc bấy giờ có một vị vua nạn hỏi: y theo lời ngài thuyết giảng thì người uống rượu cùng người đem rượu cho người khác uống đều bị quả báo điên cuồng như nhau, như vậy ắt là số người cuồng phải nhiều hơn số người có chánh ý, nhưng vì sao ở đời này số người có chánh ý lại nhiều hơn số người cuồng? Hàng ngoại đạo nghe như vậy rất vui mừng, nghĩ rằng pháp sư ở trên tòa chẳng sao giải đáp được. Họ nói lớn rằng: hay thay, câu hỏi của vị vua rất sâu sắc, người ngồi trên tòa cao chắc chắn chẳng sao trả lời được. Pháp sư ngồi trên tòa cao lấy tay chỉ thẳng về phía các ngoại đạo rồi tiếp tục thuyết giảng. Nhà vua liền hiểu ý của pháp sư, còn hàng ngoại đạo thì đắc chí cho rằng pháp sư vì chẳng có thể trả lời được nên nói lảng sang chuyện khác. Nhà vua bèn nói với các ngoại đạo rằng: pháp sư ngồi trên tòa cao đưa tay chỉ về phía các ông là đã giải đáp xong lời vấn nạn của tôi rồi vậy. Vì muốn giữ thể diện cho các ông mà pháp sư không nói vậy thôi. Rồi nhà vua nói tiếp: các ông trần truồng bôi đất cát cùng lên mình, nhổ tóc nằm gai, mùa đông nằm trên băng, mùa hạ nằm trên lửa, tu hành như vậy chẳng phải là cuồng tướng hay sao? Lại nữa, các ông nói bán thịt bán muối là trái với pháp Bà La Môn, thế nhưng khi tế trời các ông lại bán trâu sắm lễ vật mà vẫn cho là đúng pháp. Lại nữa, các ông còn nói tắm nước sông Hằng sẽ được giải hết các tội cấu. Những việc chẳng có nhân duyên mà gượng ép làm nhân duyên đều là cuồng tướng vậy. Này pháp sư không nói, nhưng các ông chấp tà kiến nói trên là đã cuồng rồi vậy. Hỏi do nhân duyên gì mà bị lâm vào cảnh đói khát? Đáp: vì đời trước mỏng phước đức mà đời nay bị đói khát. Hoặc vì đời trước cướp giật thức ăn của Phật, của các vị A-la-hán, của chúng tăng, cha mẹ mà ăn nên nay bị đói khát. Hỏi: vì sao có người có tội bị đói khát mà nay lại được gặp Phật? Đáp: đó là do nghiệp báo của chúng sanh không đồng nhau. Có người có nhân duyên thấy Phật lại chẳng có nhân duyên được no đủ. Có người có nhân duyên được no đủ lại chẳng có nhân duyên lại được thấy Phật. Trong kinh có chép mẩu chuyện sau đây. Vào thời Phật Ca Diếp có hai anh em xuất gia cầu đạo, một người tinh tấn chỉ giới tọa thiền, một người rộng tu các phước nghiệp. Đến khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, một người sanh làm trường giả, một người sanh làm con voi trắng to lớn, có công sức phá giặc. Người trưởng giả xuất gia được đạo đắc quả A-la-hán, nhưng vì phước bạc nên đi khất thực rất khó khăn. Một hôm đạo nhân ôm bình bát đi ngang qua chỗ voi trắng, thấy voi được cung cấp thức ăn thức uống quá đầy đủ. Để nói với voi, ta và ngươi đều có tội cả. Voi thông cảm lời nói ấy, nhịn đói chẳng ăn uống gì suốt 3 ngày. Người giữ voi lo lắng đi tìm vị đạo nhân than rằng:
Ngài đã nói gì mà khiến voi bỏ ăn bỏ uống vậy? Đạo nhân đáp, vào thời Phật Ca Diếp, tôi và voi trắng là hai anh em ruột. Anh em tôi cùng xuất gia cầu đạo. Tôi chỉ lo trì giới tụng kinh mà chẳng lo bố thí, còn em tôi chỉ lo bố thí và tu phước. Đời nay em tôi sanh làm voi trắng được ăn uống đầy đủ. Còn tôi nay đã được đạo nhưng khất thực rất khó khăn. Bởi nhân duyên vậy nên nay tôi được gặp Phật mà vẫn chẳng được ăn uống no đủ. Hỏi, vì sao nói chúng sanh thấy Phật liền được no đủ? Đáp, có thuyết nói Phật dùng thần lực khiến chúng sanh được no đủ. Có thuyết lại nói quang minh của Phật chạm vào chúng sanh khiến họ chẳng còn thấy đói khát. Có thuyết lại nói do nhất tâm niệm Phật mà chúng sanh được no đủ, chẳng còn bị đói khát nữa. Hỏi, vì sao nói chúng sanh thấy Phật liền được lành bệnh? Đáp, bệnh có hai thứ, đó là bệnh ở bên trong do các kiết sử phiền não nặng nề gây ra, hoặc do tạng phủ không được điều hòa gây ra. Bệnh ở bên ngoài do bị cướp đoạt, đánh đập, đâm chém trụy lạc gây ra, hoặc do ăn uống không điều độ, do dầm mưa dãi gió, đi đứng bất thường gây ra. Có đến 404 thứ bệnh do bốn đại gây ra vậy, chỉ có nương theo thần lực của Phật mới khiến các bệnh lành dứt được. Trong kinh có chép một chuyện sau đây. Tại thành Xá Bà Đề có một vị cư sĩ thỉnh Phật và chư tăng thọ trai ngay ở tịnh xá. Phật chỉ ở tịnh xá dùng bữa trong 5 trường hợp, đó là Phật sắp nhập định, Phật sắp thuyết pháp cho chư thiên nghe, Phật sắp đi thăm phòng của chư vị tỳ kheo, Phật sắp khám bệnh cho chư vị tỳ kheo, Phật sắp kiết giới cho các tỳ kheo chưa kiết giới. Lúc bấy giờ, Phật đi thăm các phòng, thấy có một tỳ kheo bệnh mà chẳng có ai chăm sóc. Phật hỏi vị tỳ kheo, ngươi đang bị bệnh gì, sao chẳng có ai đến chăm sóc cho ngươi vậy cả? Vị tỳ kheo đáp, bạch Thế Tôn, vì trước đây con thấy người khác bệnh mà con lười biếng chẳng chăm sóc, nên nay con bị bệnh, chẳng ai đến chăm sóc cho con cả. Phật dạy, nay ta chăm sóc cho ngươi. Nói xong Phật bảo người mang nước đến thoa lên thân của tỳ kheo khiến cơn bệnh giảm dần, thân tâm trở lại an lạc. Phật đưa vị tỳ kheo ra khỏi phòng tắm rửa, thay y áo rồi bảo trải tọa cụ cho ngồi. Xong Phật dạy vị tỳ kheo rằng, từ lâu người chẳng tinh tấn tu hành, nay mới phải chịu quả báo khổ đau như vậy. Nếu vẫn tiếp tục biếng nhác giải đãi không tinh tấn thì về sau còn phải chịu nhiều khổ đau hơn nữa. Vị tỳ kheo nghe lời Phật dạy, thành tâm niệm ơn Phật, tức thì các khổ đau đều dứt, thân tâm để được an lạc. Bởi nhân duyên vậy nên nói do thần lực của Phật mà các bệnh được tiêu trừ. Hỏi, do nhân duyên gì mà bị tàn tật? Đáp, vì đời trước đã phá hủy thân thể của người khác, hoặc đã phá hủy hình tượng của các đức Phật, của các bậc thánh mà nay phải thọ khổ báo mang thân tàn tật. Lại nữa, do các hành vi xấu ác ở đời trước mà đời nay phải thọ khổ báo, sanh ra đời với thân hình xấu xí, các căn chẳng được đầy đủ. Lại nữa, do ở hiện đời bị nạn cướp bóc giặc giã, hoặc bị tra tấn, hoặc bị mắc bệnh hiểm nghèo, nên phải mang thân tàn phế. Những người như vậy nhờ ân đức của Phật được các căn đầy đủ. Trong kinh có chép một chuyện sau đây. Ở trong thành Xá Vệ có một người con của anh vua Ba Tư Nạc tên là Kiền Chỉ, đoan chánh mạnh mẽ, tâm tánh đôn hậu. Bà hoàng hậu trông thấy liền sanh tâm đắm trước nhưng lại bị khước từ. Bà hoàng hậu nổi giận sàm tấu với nhà vua. Vua Ba Tư Nặc tin lời bà hoàng hậu, liền truyền đem Kiền Chỉ chặt tay chân, vứt thây ngoài đồng hoang. Đêm đến có 7 chó sói tìm đến ăn thịt. Phật biết sự việc liền chiếu quang minh đến tận nơi đó. Tức thì thân hình Kiền Chỉ được lành lặn, bình phục lại như cũ, tâm hoan hỷ an lạc. Rồi sau đó Phật lại nói pháp cho nghe khiến Kiền Chỉ liền được đạo. Kiền Chỉ theo Phật về tịnh xá Kỳ Hoàn, nói với mọi người biết là ông đã bị chặt tay chân vứt thây ngoài đồng hoang. May nhờ Phật phóng quang mà thân ông trở lại bình phục như cũ, và nguyện đem thân ông bố thí cúng dường Phật Tăng. Vua Bà Tư Nặc nghe tin đến tận tịnh xá Kỳ Hoàn, nói với Kiền Chỉ rằng, ta xin sám hối tội lỗi với ngươi, ngươi là người vô tội, bị hàm oan đến phải chịu cực hình thảm khốc như vậy. Ta hứa phân chia cho ngươi một phần lãnh thổ để ngươi cai trị. Kiền Chỉ đáp, tôi đã nhàm chán cuộc đời mà xét kỹ, vua cũng chẳng có tội gì cả. Chỉ vì đời trước tôi gây tội nên đời nay phải chịu khổ báo vậy thôi. Thân này đã bị tàn phế, nhờ quang minh của Phật mà được lành lặn như cũ, nên tôi nguyện đem thân này cúng dường Phật và Tăng. Bởi nhân duyên vậy nên nói nhờ quang minh của Phật mà người tàn tật được bình phục.
kinh, hết thảy chúng sanh đều phát tâm bình đẳng, xem nhau như cha mẹ, anh chị em, như bạn bè, như thiện tri thức, hết thảy đều hành mười thiện nghiệp đạo, tịnh tu phạm hạnh, chẳng sanh tâm uế nhiễm, trở nên khoan khoái như vào đệ tam thiền, hết thảy đều phát trí huệ tốt, thọ trì giới luật tốt, tự kiềm chế chẳng còn làm nhiễu loạn nhau. Luận hỏi: chúng sanh chưa được ly dục, chưa có thiền định, chưa có bốn vô lượng tâm thì làm sao có được tâm bình đẳng? Đáp: đây chưa phải là bình đẳng trong thiền định, mà chỉ y theo pháp thế gian mà nói, có nghĩa là chẳng còn oán giận, chẳng còn sân nhuế, chẳng còn tham lam, chỉ lấy thiện tâm đối đãi với nhau, cho nên gọi là bình đẳng vậy. Lại nữa, như trong kinh nói, giữ tâm bình đẳng là thấy người già thì xem như cha mẹ, thấy người lớn tuổi xem như anh chị, thấy người nhỏ tuổi thì xem như em, thấy người cùng trang lứa thì xem như bạn bè. Do tâm bình đẳng như vậy nên xem tất cả chúng sanh đều là thân thuộc của mình vậy. Hỏi: chẳng phải cha mẹ mà xem như cha mẹ, như vậy có phải là vọng ngữ chăng? Đáp: chúng sanh trong vô lượng kiếp đã từng là cha mẹ, anh chị em, bà con thân thuộc, bạn bè của nhau. Lại nữa, ở nơi thật tướng thì chúng sanh trong vô lượng thế giới đều bình đẳng với nhau cả. Chỉ do điên đảo chấp ngã mà có phân biệt người này là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em, là bạn. Nếu lấy thiện tâm mà đối đãi nhau thì xem người lớn tuổi như cha mẹ chẳng phải là vọng ngữ. Nếu lấy nhân nghĩa mà đối đãi nhau thì lại càng phải thân thiết với nhau nhiều hơn nữa. Ví như thấy một đứa trẻ nết na hiền lành hay côi cút, nhiều người rất muốn đem nó về làm con nuôi vậy. Như bài kệ thuyết: xem người già như cha mẹ, người lớn tuổi như anh chị, mọi người đều là thân thuộc, như vậy mới là bình đẳng. Lúc bấy giờ với tâm bình đẳng, hết thảy mọi chúng sanh đều thực hành mười thiện nghiệp đạo, gồm có ba nghiệp thân, bốn nghiệp khẩu và ba nghiệp ý. Ba nghiệp thân gồm không sát, không đạo, trộm cắp, không tà dâm. Bốn nghiệp khẩu gồm không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ, không ác khẩu. Ba nghiệp ý gồm không tham, không sân, không si. Hết thảy mọi chúng sanh đều tự mình hành mười thiện nghiệp đạo, cũng khuyên mọi chúng sanh khác hành mười thiện nghiệp đạo. Hỏi: ba hạnh sau chẳng phải là nghiệp đạo, như vậy vì sao lại nói chung hết thảy mười hạnh đều là thiện nghiệp đạo cả? Đáp: ba hạnh ấy chẳng phải là nghiệp đạo, nhưng làm duyên khởi cho nghiệp. Hỏi: đã nói thực hành mười thiện nghiệp đạo rồi, sao còn nói tịnh tu phạm hạnh làm gì nữa? Đáp: có người thực hành mười thiện nghiệp đạo nhưng vẫn chưa đoạn sạch dâm dục, cho nên này tán thán sự tịnh tu phạm hạnh chẳng còn sanh tâm uế nhiễm. Hỏi: thế nào gọi là lạc? Đáp: lạc có hai thứ, đó là nội lạc và niết bàn lạc. Nội lạc là niềm vui ở bên trong, chẳng phải do duyên ngoại trần mà do tu phạm hạnh, do hành tâm bình đẳng mà có. Nội lạc chẳng phải là thứ lạc thông thường của chúng sanh trong ba cõi. Ví như hành giả vào tam thiền được sanh hỷ lạc, hành giả hành bát nhã ba la mật quán hết thảy pháp tướng đều chẳng có sanh diệt, được thật trí huệ, được tâm vô tướng, tâm không trụ chấp ba cõi mà sanh lạc, niết bàn lạc. Như lời Phật dạy là đệ nhất lạc, lạc này còn được gọi là tam thiền lạc. Có hai trường hợp sanh lạc: do có thọ mà sanh lạc, do dứt các thọ mà sanh lạc. Khi chẳng còn vướng mắc năm ấm thân nữa thì liền dứt được các thọ, được vô dư niết bàn. Nên biết sơ thiền và nhị thiền cũng có lạc nhưng chẳng bằng được tam thiền. Vì sao? Vì sơ thiền có lạc căn và hỷ căn, năm thức ngoài tương ưng với lạc căn, còn ý thức thì tương ưng với hỷ căn. Nhị thiền có ý thức tương ưng với hỷ căn, tam thiền có ý thức tương ưng với lạc căn. Như vậy, trong cả ba thiền chỉ có tam thiền là có ý thức tương ưng với lạc căn mà thôi. Chỉ có ý thức tương ưng với lạc căn mới đầy đủ, còn năm thức ngoài tương ưng với lạc căn là chưa đầy đủ. Cho nên trong kinh nói, khoan khoái như vị tỳ kheo nhập đệ tam thiền. Hỏi: vì sao nói hết thảy đều phát trí huệ tốt, thọ trì giới luật tốt, thọ trì giới luật tốt, tự kiềm chế chẳng còn làm nhiễu loạn nhau? Đáp: khi ý thức đã tương ứng với lạc căn rồi thì tâm được hoan hỷ, chẳng còn đắm trước, sự hiểu biết được chân chính, cho nên kinh nói được trí huệ tốt. Có được trí huệ tốt rồi mới thọ trì giới luật tốt, tự kiềm chế được mình, chẳng còn muốn làm nhiễu loạn người khác nữa. Hỏi:
Thọ trì giới luật là đã tự kiềm chế rồi vậy, vì sao còn nói thêm? Tự kiềm chế chẳng còn làm nhiễu loạn nhau. Đáp: thân khẩu thuần thiện là trì giới tốt. Kiềm thúc thân tâm vào sự thuần thiện đó mới gọi là tự kiềm chế. Tự kiềm chế rồi thì chẳng còn làm nhiễu loạn chúng sanh nữa. Vì sao? Vì hết thảy các công đức đều nhiếp về giới định huệ của thân, như trì giới tốt đẹp là nhiếp về thân giới. Tự kiềm chế tốt đẹp là nhiếp về thân định, chẳng có nhiễu loạn chúng sanh là nhiếp về thân huệ. Hỏi: vì sao nói trì giới tốt đẹp? Đáp: vì có nhiều người trì giới nhưng chẳng phải là trì giới tốt đẹp. Ví như có người Bà La Môn nhiễm chấp các pháp thế gian, cho rằng bỏ nhà ra đi là trì giới tốt đẹp, hoặc cho rằng đem sức mình làm ra các của cải vật chất là trì giới tốt đẹp, vân vân. Họ lại xem các người xuất gia đi khất thực, chẳng có tự mình làm ra của cải để tự nuôi sống thân là chẳng có được các công đức. Như vậy là họ đã hủy báng người trì giới tốt đẹp. Lại nữa, có người chấp các pháp thế gian, cho rằng thường thiện phạt ác, không bỏ rơi dòng họ thân thích, lập ra pháp luật để giúp đời, làm các việc có ích là đủ rồi, cần gì phải trì giới tốt đẹp. Lại nói, giữ tâm bất động, gặp người nguy khốn mà chẳng lo cứu cấp, gặp lúc hoạn loạn lạc mà vẫn dửng dưng thì trì giới tốt đẹp để làm gì? Như vậy cũng là hủy báng người trì giới tốt đẹp. Lại nữa, có người nói, có oán mà chẳng báo, có giặc mà chẳng chống, gặp kẻ ác mà chẳng trị, cứ an nhiên vô sự, thì thật là vô ích. Sao nói là chẳng làm nhiễu loạn chúng sanh, hoặc làm kẻ châm biếm như làm người không dũng kiệt, chẳng lợi ích cho đời, gặp nạn nhân chẳng cứu, chẳng khác tượng gỗ đất. Họ dùng mọi đủ lời lẽ không tốt đẹp để hủy báng người trì giới tốt đẹp. Như vậy là họ chẳng hiểu được diệu nghĩa phát trí huệ tốt. Trì giới tốt, tự kiềm chế, chẳng làm nhiễu loạn chúng sanh. Họ chẳng biết rằng người hành các thiện pháp ấy được tâm an ổn, chẳng có sợ hãi các ách nạn, chẳng có sanh phiền não, được người khen ngợi ái kính, thẳng đường về niết bàn tịch tịnh. Khi mạng chung vẫn giữ được tâm hoan hỷ, chẳng có gì lo sợ. Dù chưa được vào niết bàn cũng được sanh vào cảnh giới an lành như sanh trên cõi trời. Bởi nhân duyên vậy nên nói, phát trí huệ tốt, trì giới tốt, tự kiềm chế, chẳng làm nhiễu loạn chúng sanh. Hết quyển 8. Luận Đại Trí Độ, quyển 9. Phẩm thứ nhất, tiếp theo, hiện phổ thân, hiện thân cùng khắp. Kinh: Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử, quang minh sáng tướng, oai đức nguy nguy, tôn nghiêm bậc nhất, hơn hết thảy. Ví như núi Tu Di nguy nga đổ sộ, hơn hết thảy hòn núi khác. Luận: hỏi vì sao Phật lại dùng đến oai lực tối tôn như vậy? Đáp: từ vô lượng A Tăng kỳ kiếp, Phật đã có vô lượng công đức nên mới có được phước quả oai lực lớn như vậy. Hỏi: nếu Phật có thần lực nguy nguy như vậy thì vì sao còn phải thọ chính tội báo là bị nữ Phạm Trí Tôn Đà phỉ báng, bị nữ Bà La Môn Chiên Già độn bụng vu oan, bị Đề Bà Đạt Đa liệng đá gây thương tích ở chân, bị mảnh gỗ đâm vào chân khiến gót chân bị đau nhức, bị vua Tiểu Lưu Ly xua quân sang thành Ca Tỷ La Vệ tàn sát rất nhiều người trong họ Thích làm Phật phải đau đầu, bị ăn lúa của ngựa, bị gió đông lạnh khiến phải đau lưng, phải chịu 6 năm khổ hạnh trong rừng, có lần đi khất thực chẳng được ai cúng dường, phải mang bát không trở về. Nếu nói Phật có thần lực oai đức nguy nguy thì vì sao còn phải thọ các tội báo như vậy? Đáp: Phật thị hiện sanh trong loài người, thọ thân người có cha mẹ và thân thuộc, có đủ các tướng sanh già bệnh chết, rồi từ đó mới thị hiện xuất gia thành đạo để hóa độ chúng sanh. Vì làm người nên Phật cũng thị hiện có quả báo của loài người. Phật có hai thân là pháp tánh thân và sắc thân do cha mẹ sanh. Pháp tánh thân có tướng hảo, có quang minh vô lượng, đoan chánh, thường thị hiện nơi nhiều thân khác nhau để làm phương tiện độ sanh. Pháp tánh thân mới có thể độ hết thảy chúng sanh trong khắp mười phương được. Nay Phật dùng sanh thân để thuyết pháp cho người nên thị hiện thọ các tội báo như vậy. Lại vì thương xót chúng sanh ở đời này và ở những đời sau, phước đức gạn mỏng, nên Phật phương tiện thị hiện thân người, thị hiện thọ các tội nhằm hộ niệm cho họ và độ thoát, độ họ thoát khỏi vậy. Ví như Phật muốn thị hiện vào thành Bà La Môn khất thực mà chẳng được cúng dường, đến nỗi phải cầm bình bát không để dạy cho các tỳ kheo rằng trong bất cứ mọi tình huống, tỳ kheo phải luôn luôn giữ thân tâm an lạc, tinh tấn hành đạo,
Trong kinh Duy Ma Cật có ghi một chuyện sau đây. Một hôm Phật bảo ngài A Nan rằng ta bị phong khí phải dùng sữa trâu, người hãy mang bình bát của ta đi khất. Ngài A Nan mang bình bát vào thành Tỳ Xá đi, tìm đến nhà một vị cư sĩ. Ngài Duy Ma Cật vừa trông thấy ngài A Nan liền hỏi: Đạt Đức đi đâu vậy? Ngài A Nan đáp: Phật thân có chút bệnh phải dùng đến sữa trâu. Ngài Duy Ma Cật nói: Đại đức chớ nên phỉ báng Như Lai, Đức Thế Tôn đã chẳng còn các pháp bất thiện, làm sao còn có bệnh nữa. Đại đức chớ nên làm như vậy, khiến ngoại đạo nghe lời mà giấy tâm khinh khi Phật, là tự mình có bệnh mà còn chẳng tự cứu được, như vậy làm sao có thể trị bệnh cho người khác. Ngài A Nan đáp: Chính tôi vâng lời Phật đi lấy sữa trâu. Ngài Duy Ma Cật nói: Phật phương tiện bảo đại đức đi lấy sữa trâu về uống cho lành bệnh, nhằm dạy cho các tỳ kheo rằng trong đời vị lai khi có bệnh, các tỳ kheo nên đến nhà cư sĩ cầu thuốc men. Nếu người cư sĩ bảo có bệnh mà chẳng tự cứu chữa được, mong gì cứu chữa được người khác, thì các tỳ kheo sẽ nói là Phật còn có bệnh, huống nữa là hàng tỳ kheo chúng tôi. Hàng cư sĩ nghe vậy sẽ đem thuốc men cúng dường, khiến các tỳ kheo được an ổn. Rồi ngài nói với ngài A Nan rằng: Đại đức hãy cầm bình bát đi khất sữa trong im lặng, đừng để cho hàng ngoại đạo hay biết. Đại đức nên biết rằng vì phương tiện lợi ích cho chúng sanh mà Phật thị hiện có bệnh, chẳng phải Phật thật sự có bệnh vậy. Kinh: Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thị hiện dùng thân thường khai hóa hết thảy chúng sanh, các hàng trời người đều đem thiền hòa, thiền hương, thiền anh lạc cùng đủ thứ các loại hoa sen quý xanh vàng đỏ trắng cúng dường Phật. Luận: Hỏi, vì sao Phật lại dùng thân thường để khai hóa hết thảy chúng sanh? Đáp: Như trước đây đã nói, do nhân duyên thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật mà Phật phóng quang minh, khiến chúng sanh trong khắp 3.000 đại thiên thế giới đều có duyên lành thấy Phật. Nay chúng sanh đã khởi tín tâm thanh tịnh, hoan hỷ đến nghe Pháp, nên Phật dùng thân thường thuyết Pháp, mà chúng sanh ở xa gần khắp nơi vẫn nghe được, chẳng có gì ngăn ngại cả. Hỏi, trong các cõi trời, có cõi trời Tịnh Cư Thiên, tên của cõi trời ấy mang ý nghĩa gì? Đáp: Cảnh giới này do sự tu hành thanh tịnh, do đắc quả vị trong hai thừa thanh văn và duyên giác mà có được. Nơi đây thánh phàm đồng cư, và cũng là nơi hàng Bồ Tát Bát Địa vẫn thường trú. Hỏi: Nếu là ly dục thì đồng đều với nhau cả, sao còn phân biệt có thượng, có trung, có hạ? Đáp: Vì tu thiền định có 3 hạng thượng trung hạ, nên sanh vào Tịnh Cư Thiên cũng có 3 hạng, đó là thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên. Hỏi: Vì sao trong 4 thiền thường chỉ đề cập đến sơ thiền và đệ tứ thiền, còn 2 thiền kia ít khi nói đến? Đáp: Vì lúc ban đầu vào sơ thiền thì ly dục rất khó, sau cùng vào đệ tứ thiền được tánh vi diệu cũng rất khó, chẳng giữa dễ hơn nên ít được nói đến. Phạm thiên ở gần cõi Tịnh Cư Thiên thường xót chúng sanh, thường thỉnh Phật thuyết pháp. Có trời phạm thiên ở gần cõi dục, và phạm thiên lại là cõi chủ sắc. Do Tịnh Cư Thiên ở gần cõi phạm thiên, nên chư thiên ở cõi trời này thường được nghe pháp, được thấy Phật, được tâm thanh tịnh, thường cúng dường Phật. Hỏi: Chư thiên cúng dường Phật, sao người cũng được nghe các nhạc trời? Đáp: Phật dùng thần túc thông phóng đại quang minh, nên các loài chúng sanh đều có thể thấy các hoa trời, có thể nghe nhạc trời vậy. Hỏi: Hàng trời mới dâng hoa trời cúng dường Phật, sao lại nói các hàng trời người đều đem hoa trời cúng dường Phật? Đáp: Hàng trời và hàng người đều đem hoa trời cúng dường Phật cả. Vì loài người cũng chọn các hoa đẹp để cúng dường Phật, nên vì các hoa ấy như các hoa trời cũng chẳng có lỗi gì cả. Kinh: Chư thiên lại dùng thiên hoa thiên hương tán lên thân Phật. Luận: Hỏi, vì sao lại đem hoa tán lên thân Phật? Đáp: Vì do cúng Phật nên mới làm như vậy. Lại nữa, vì thấy Phật sanh tâm hoan hỷ nên mới tán hoa để cúng dường Phật. Kinh: Những hoa quý này trụ giữa hư không kết thành các đài hoa lớn. Luận: Hỏi, vì sao các hoa lại kết thành đài hoa lớn giữa hư không? Đáp: Chỉ tán có một số ít hoa mà kết thành một đài hoa lớn, nhằm khai thị cho chúng sanh thấy rõ gieo nhân ít có thể được quả nhiều vậy. Hỏi, vì sao đài hoa lại trụ giữa hư không mà chẳng rơi xuống đất? Đáp: Để làm dụ cho chúng sanh biết rõ thần lực của Phật, khiến quả báo chẳng bao giờ mất. Kinh: Nơi các đài hoa cả 4 bên đều có treo chuỗi anh lạc đủ màu sắc, xen với các bảo cái rực rỡ trụ khắp cả 3.000 đại thiên thế giới. Luận: Hỏi, do nhân duyên gì
mà tán hoa lại biến thành đài hoa lớn, có chuỗi anh lạc, có bảo cái trang nghiêm. Đáp, vì muốn cho chúng sanh có được tâm trí thanh tịnh, và muốn khai thị cho chúng sanh biết rõ rằng sự cúng dường thanh tịnh sẽ biến thành đài tâm quý báu, khiến họ rất vui mừng như mừng được phước báo lớn vậy. Kinh, các chuỗi và bảo cái anh lạc dùng để trang nghiêm đài, các thế giới của chư Phật trong khắp mười phương cũng đẹp như vậy. Luận, chuyển đơn thánh vương làm chủ bốn thế giới, Phạm Thiên làm chủ 1.000 thế giới, Phật làm chủ 3.000 đại thiên thế giới. Vì nhiều chúng sanh chẳng có tin như vậy, nên Phật dùng thần lực biến hóa đến hết thảy các thế giới của chư Phật khắp mười phương để cho chúng sanh thấy rõ. Hỏi, Phật chỉ dùng có một thần để thuyết pháp, vì sao mỗi chúng sanh ở đâu xa cũng đều tự cảm thấy như Phật đang ở ngay trước mắt mình và nói pháp cho riêng mình nghe? Đáp, Phật có hai thứ thần lực. Một, Phật ngồi tại một nơi nói pháp mà chúng sanh ở đâu xa cũng đều thấy, đều nghe được cả. Hai, Phật ngồi tại một nơi nói pháp mà mỗi chúng sanh ở khắp nơi đều tự cảm thấy như Phật đang ở ngay trước mắt mình và đang nói pháp cho riêng mình nghe. Ví như mặt trời mặt trăng ở tại chỗ mà chúng sanh ở bất cứ đâu cũng đều cảm thấy như mặt trời mặt trăng hiện ra trước mắt mình vậy. Do cảm trí chúng sanh không đồng đều nhau, có chúng sanh thấy Phật biến khắp 3.000 đại thiên thế giới mới có được tín tâm thanh tịnh, lại có chúng sanh muốn được thấy Phật ở ngay trước mắt và chỉ nói pháp cho riêng mình mới khỏi tín tâm thanh tịnh, mới được hoan hỷ. Đối với hạng chúng sanh như vậy, Phật phải thị hiện ở ngay trước mắt họ, nói pháp cho họ nghe vậy. Kinh, tại tòa sư tử, Đức Thế Tôn vui vẻ mỉm cười, phóng vô lượng quang minh chiếu suốt mười phương thế giới. Nương theo ánh quang minh ấy mà chúng sanh đều thấy được chư Phật và tăng chúng ở hằng hà xa thế giới khắp mười phương. Chúng sanh ở hằng xa thế giới khắp mười phương cũng đều thấy được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và tăng chúng ở cõi Ta Bà này. Luận, hỏi, trước đây Phật đã phóng quang nhiều rồi, nay vì sao còn phóng quang nữa? Đáp, vì chúng sanh ở các thế giới chẳng có thể thấy nhau, nên Phật dùng quang minh chiếu sáng khiến hết thảy chúng sanh ở các thế giới đều thấy được nhau. Có như vậy, Phật ở trong chúng hội ở cõi Ta Bà mới có thể vì hết thảy chúng sanh thuyết kinh Bát Nhã Ba La Mật được. Hỏi, trong kinh nói các đại A-la-hán như Ngài trưởng lão A-nậu Lâu Đậu thấy được 1.000 thế giới, các bích chi Phật thấy được 2.000 thế giới. Này vì sao lại nói hết thảy chúng sanh đều thấy được chư Phật và tăng chúng ở khắp mười phương thế giới? Đáp, đây là nương theo thần lực của Phật mà thấy được, chẳng phải tự chúng sanh có thể thấy được như vậy. Nhờ ánh quang minh của Phật chiếu rọi mà các chúng sanh ở khắp các thế giới có thể thấy nhau, ví như người được ban châu tam muội, dù chưa có được thiên nhãn cũng có thể thấy được các cõi Phật trong mười phương. Bởi nhân duyên vậy nên Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử vui vẻ mỉm cười. Hỏi, chúng sanh ở cõi Ta Bà nhờ thần lực của Phật mà thấy được như vậy, còn chúng sanh ở các thế giới khác thì sao? Đáp, nhờ thần lực của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà hết thảy chúng sanh ở các thế giới khắp mười phương thấy được nhau. Kinh, lúc bấy giờ vượt hàng xa thế giới ở phương Đông, có thế giới gọi là Đa Bảo, Đức Phật ở đây hiệu là Bảo Tích, hiện đang vì các Bồ Tát thuyết giảng Kinh Bát Nhã Ba La Mật. Luận, hỏi, Phật dạy thế giới vô lượng vô biên, nay vì sao lại nói có thế giới bên này, có thế giới bên kia, như vậy là có tướng hữu lượng hữu biên rồi vậy? Nếu thế giới là hữu lượng hữu biên thì chúng sanh cũng như vậy. Vì sao nói có vô lượng chúng sanh và mỗi Đức Phật độ vô lượng chúng sanh vào vô dư niết bàn? Đáp, nói vô lượng vô biên thế giới cũng chỉ là phương tiện, chẳng phải là thật pháp. Ví như thật chẳng có thân mà phương tiện nói có thân. Trong 14 điều vấn nạn, có một điều hỏi về hữu biên vô biên, nói như vậy là tà kiến. Nếu nói hữu biên thì Phật không phải là bậc nhất thiết trí. Vì sao vậy? Vì trí huệ của Phật rõ biết cùng khắp nên chẳng có sự việc gì mà chẳng biết. Nói thế giới là vô biên thì chẳng có chỗ cùng tận. Còn nói thế giới là hữu biên thì cũng là tà kiến. Vì sao vậy? Vì dùng vô biên là nhằm phá hữu biên vậy. Khi nói thế giới đa bảo, chẳng phải là nói hết thảy thế giới là hữu biên. Đây chỉ nói đến thế giới có nhân duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể độ được chúng sanh ở thế giới này, nên lấy làm dụ cho hữu biên vậy. Ví như khi nói về một nước,
thì phải phân định có ở giữa, có bên này, có bên kia, chẳng phải nói cõi diêm phù đề là hữu biên hay vô biên được. Trí huệ Phật vô lượng nên lấy đài hoa trụ giữa hư không, chẳng phải có cũng chẳng phải không để làm dụ. Hỏi thế giới đa bảo là pháp bảo hay là thế bảo? Đáp cả hai đều đúng. Ở thế giới này có Đức Phật hiệu là Bảo Tích, tượng trưng cho sự chứa nhóm các vật báu nên pháp bảo. Lại có các Bồ Tát chứng được pháp tánh nên là thế bảo. Hỏi nếu như vậy thì Đức Phật nào cũng có hiệu là Bảo Tích hay sao? Đáp Đức Phật nào cũng như vậy cả, nhưng chỉ có một Đức Phật lấy hiệu là Bảo Tích. Ví như Đức Phật Di Lặc ở đời Vị Lai còn có hiệu là Tử Thị, tượng trưng cho lòng đại từ của Ngài. Các Đức Phật khác cũng đều có lòng đại từ mà chẳng lấy hiệu là Tử Thị. Lại như Đức Phật Bảo Hoa khi sanh, bên hông có hoa quý. Đức Phật Nhiên Đăng khi sanh, bên thân có đèn sáng. Phật Bảo Tích cũng như vậy. Khi sanh có các báu vật hoặc trên trời hoặc dưới đất hiện ra, nên được gọi là Bảo Tích. Hỏi một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể độ hết thảy chúng sanh rồi, như vậy cần gì đến các Đức Phật khác? Đáp như có một thời ngài A Nan suy nghĩ các Đức Phật quá khứ ra đời nhằm thời thọ mạng lâu dài mới có thể độ được vô số chúng sanh, còn Đức Phật Thích Ca ra đời vào thời thọ mạng ngắn ngủi làm sao có thể độ được hết thảy chúng sanh. Phật quán biết tâm niệm của ngài A Nan có chỗ nghi nên liệt vào tam muội. Lúc bấy giờ ở thân Phật hết thảy các lỗ chân lông đều phóng quang minh, quang minh chiếu khắp cả cõi diêm phù đề, rồi chiếu khắp cả bốn châu thiên hạ, lại chiếu suốt cả 3.000 đại thiên thế giới, chiếu đến tận hàng xa thế giới khắp 10 phương. Từ nơi rốn của Phật hiện ra các hoa sen báu, rồi Phật thuyết kệ. Gương sen xanh lưu ly, hoa sen vàng ngàn cánh, đài sen như kim cương, cánh sen như hổ phách, cọng sen mềm vươn thẳng, cao đến 10 trượng dư. Gương sen xanh lưu ly, hiện trên rốn của Phật, lá sen rộng và dài, hoa sen đủ ngàn cánh, óng ánh bao màu sắc, trang nghiêm và rực rỡ. Bốn hoa đẹp như vậy từ rốn Phật hiện ra trở thành bốn bảo tòa sáng rực tựa mặt trời. Trên bốn bảo tòa ấy có bốn Đức Phật ngồi như bốn núi kim sơn chiếu hào quang rực rỡ. Từ rốn bốn Phật ấy hiện bốn hoa sen quý, trên hoa có bảo tòa, mỗi tòa có một Phật. Từ rốn các Phật ấy lần nữa hiện hoa quý, mỗi hoa đều có tòa, các tòa đều có Phật. Như vậy lần lượt hóa dẫn đến tịnh cư thiên. Muốn biết rõ bao nhiêu nên dùng thí dụ nói. Hãy lấy một tảng đá to lớn tọa núi cao, tán nát thành vi trần, đem dùng để tính tuổi. Từ thời 8 vạn tuổi xuống đến thời 3 tuổi, tổng cộng số tuổi đó từ trên xuống tận dưới gồm luôn khoảng chặng giữa chưa bằng số hóa Phật. Có Phật đang phóng quang sáng chói tựa mặt trời, có Phật hiện phun nước, có Phật hiện phun lửa, có Phật đi kinh hành, có Phật ngồi yên tịnh, có Phật đi khất thực làm các việc lợi sanh, hoặc thuyết giảng kinh pháp, hoặc phóng đại quang minh, hoặc vào ba đường ác đến tận chốn địa ngục, hóa hiện đủ phương tiện tùy sự cứu các khổ. Chỗ tối chiếu quang minh, chỗ nóng hiện gió mát, an ủi các người bệnh, dùng pháp lạc độ sanh. Như vậy trong một thời, Phật dùng đủ các phương tiện độ được vô lượng chúng sanh trong hàng xa thế giới khắp 10 phương. Lúc bấy giờ Phật từ tam muội ra hỏi ngài A Nan rằng: A Nan đã thấy thần lực của tam muội chưa? Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con có thấy. Do thần thông lực mà chỉ trong một ngày Phật đã cứu độ được vô số chúng sanh đầy khắp cả hư không, huống nữa là suốt thời gian 80 năm, cho nên nói thần lực công đức của Phật thật là vô lượng, hóa hiện khắp 10 thế giới, chẳng có gì ngăn ngại cả. Như lời Phật dạy, một thời không có hai Đức Phật xuất thế. Trong trang nghiêm kiếp có ba Đức Phật xuất thế, đó là Phật Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí và Phật Tỳ Xá Phù. Qua hiển kiếp có bốn Đức Phật xuất thế, đó là Phật Câu Lưu Tôn, Phật Câu Na Hàm, Phật Ca Diếp và Phật Thích Ca. Ngoài trang nghiêm kiếp và hiền kiếp, các kiếp khác không có Phật xuất thế. Chúng sanh thật đáng thương xót vì rất khó được sanh vào thời có Phật xuất thế. Cũng như lời Phật dạy, người nữ có 5 việc không làm được và bao nhiêu lời Phật dạy khác đều không sai. Hỏi,
Nếu nói đến chư Phật khắp mười phương thì vì sao lại nói một thời không có hai Đức Phật xuất thế? Đáp hỏi như vậy là chẳng có hiểu rõ nghĩa kinh vậy, nên biết kinh có hai loại, đó là kinh liễu nghĩa, kinh bất liễu nghĩa. Kinh liễu nghĩa là loại kinh giải được nghĩa thậm thâm, rất khó giải, rất khó hiểu. Bởi nhân duyên vậy nên trước khi nhập Niết Bàn, Phật dạy các đệ tử rằng từ nay về sau phải y pháp không y người, phải y nghĩa không y ngữ, phải y trí không y thức, phải y kinh liễu nghĩa không y kinh bất liễu nghĩa. Y pháp không y người, đó là y theo các pháp đã được dạy trong 12 bộ kinh, đó cũng là y theo như pháp tánh mà không theo người thuyết giảng. Y nghĩa không y ngữ, đó là y theo nghĩa của lời kinh, chớ nên y theo lời nói hay văn tự. Hãy lấy thí dụ, người dùng ngón tay để chỉ mặt trăng. Nếu chỉ nhìn ngón tay của người ấy thì chẳng sao thấy được mặt trăng. Lời nói và văn tự cũng chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu y theo lời nói, y theo văn tự mà chẳng tìm hiểu nghĩa của lời kinh thì chẳng sao vào được biển Phật Pháp vậy. Y trí không ý thức, thức thường hay cầu vui không theo chánh lý, trí mới phân biệt được thiện ác. Vậy nên người hành đạo chỉ nên theo trí mà không để cho thức chi phối vậy. Y theo kinh liễu nghĩa, không y theo kinh bất liễu nghĩa. Người học Phật phải y theo đệ nhất nghĩa. Ví như Phật dạy, bố thí được đại phước, trí giới được sanh cõi trời, như vậy là liễu nghĩa. Ví như nói, thuyết pháp có 5 điều lợi là được giàu sang, được người ái kính, được đoan chánh, được thanh tịnh, được niết bàn. Như vậy là chưa được liễu nghĩa vậy. Hỏi thế nào là liễu nghĩa và thế nào là chưa liễu nghĩa? Đáp bố thí không trụ tướng mới được đại phước đức, đời đời được giàu sang, như vậy là liễu nghĩa. Còn nói thuyết pháp được giàu sang là chưa liễu nghĩa. Vì sao phải hiểu rằng người thuyết pháp do tán thán bố thí mà phá được san tham nơi người khác và cũng tự trừ được san tham nơi chính mình? Bởi vậy nên cũng được hưởng phước báo giàu sang. Lời nói thuyết pháp được giàu sang chưa được đầy đủ nghĩa nên gọi là chưa liễu nghĩa. Đây chỉ là phương tiện mà nói chứ phải là thật nghĩa trong kinh vậy. Sau đây nêu vài thí dụ về những lời kinh chưa liễu nghĩa. Ví như nói, một thời không có hai Đức Phật xuất thế. Chẳng phải nói một thời ở trong mười phương thế giới không có các Đức Phật xuất thế. Lại như nói, trong 91 kiếp chỉ có 3 kiếp có Phật xuất thế, các kiếp khác không có Phật, chúng sanh thật đáng thương xót. Là nói, những người phạm trọng tội, những người không trồng thiện căn thì chẳng có thể thấy được Phật. Vì hạng người này nên kinh nói Phật rất khó gặp. Vì sao? Vì dù Phật có ra đời đi nữa thì những người phạm trọng tội bị luân chuyển trong 3 đường ác vẫn chẳng sao thấy được Phật. Vì không trồng thiện căn nên dù được sanh làm người làm trời vào thời có Phật cũng chẳng có thể thấy được Phật. Trong kinh có chép các mẩu chuyện sau đây. Ở thành Xá Vệ có 9 ức người, mà trong đó chỉ có 3 ức người được thấy Phật. Có 3 ức người tai nghe nói có Phật mà mắt lại chẳng trông thấy Phật. Lại có 3 ức người tai chẳng nghe, mắt chẳng thấy có Phật, dù Phật đã sống trong thành Xá Vệ suốt 25 năm dài. Khi Phật và Ngài A Nan vào thành Xá Vệ khất thực, có một bà lão đứng ở đầu đường. Ngài A Nan xin Phật độ cho bà ấy. Phật dạy, này A Nan, người này không có duyên với ta. Ngài A Nan liền đứng lại để tạo duyên cho bà lão ấy. Vừa lúc đó Phật đi đến, bà liền quay lưng về phía Phật. Phật đi cả 4 bên, đi qua bên nào bà ấy cũng xoay lưng về phía Phật. Phật bay lên đầu bà thì bà liền cúi mặt xuống đất. Phật hiện ra dưới đất, bà liền lấy tay che mắt không chịu nhìn Phật. Phật dạy, này A Nan, người chẳng có nhân duyên với Phật thì chẳng sao thấy được Phật. Phật rất khó gặp, như hoa yêu đàm rất khó thấy vậy. Lại nữa, ví như nước rất nhiều mà loài ngạ quỷ chẳng có nhân duyên được uống nước, nên đành phải chịu khát, chẳng sao uống được nước. Phật dạy, suốt 91 kiếp chỉ có 3 kiếp có Phật xuất thế. Là nói, một Phật thế giới mà thôi, chẳng phải nói chung ở hết thảy các thế giới trong khắp mười phương vậy. Hỏi, do nhân duyên gì mà Phật xuất thế? Đáp, do chúng sanh bị các khổ sanh giả, bệnh chết mà Phật ra đời để cứu độ họ. Phật dạy, vì chúng sanh bị các khổ sanh giả, bệnh chết mà ta phát đại nguyện làm Phật, cứu độ hết thảy chúng sanh, thoát ra khỏi các khổ ở đời nay và ở đời sau. Hỏi, khắp mười phương thế giới đều có Phật, như vậy sao lại nói nơi này có Phật, nơi kia không có Phật? Đáp, nơi đâu có khổ thì nơi đó có Phật xuất thế. Trong hết thảy các thế giới đều có khổ nên đều có Phật cả. Trong kinh A Hàm,
Điều bài kệ của các quỷ thần tán thán Phật khi họ đến đảnh lễ Phật như sau: Xin quy mạng Phật đấng tối thượng, bậc đại tinh tấn lưỡng túc tôn, dùng huệ nhãn Phật khắp thấy biết, Phật huệ chư thiên còn chẳng rõ, chúng con cúi đầu xin đảnh lễ quá khứ hiện tại vị lai Phật, chúng con xin nhất tâm quy mạng cung kính chư Phật khắp mười phương. Như vậy, kinh Thành Văn cũng nói đến chư Phật ba đời khắp mười phương, cho thấy rõ có vô lượng chư Phật vậy. Kinh nói Phật rất khó gặp nhằm dắt dạy chúng sanh. Chúng sanh bị các khổ sanh già bệnh chết đe dọa, khi nghe nói như vậy liền sanh sợ hãi. Nhờ vậy mà trở nên siêng năng tinh tấn lo tu hành, mong cầu được thoát khổ. Hỏi, nếu thật có chư Phật khắp mười phương, thì vì sao vẫn có vô lượng chúng sanh đọa vào ba đường ác mà chư Phật chẳng cứu họ? Đáp như trên đây đã nói, đối với chúng sanh phạm trọng tội hoặc không có nhân duyên thấy Phật, thì dù có Phật ra đời họ vẫn không thể thấy được Phật. Ví như người mù chẳng thấy được ánh sáng mặt trời, người điếc chẳng nghe được các tiếng động, chư Phật vẫn thường phóng quang minh, vẫn thường thuyết pháp. Thế nhưng chúng sanh do bị tội cấu che tâm nên chẳng có thể thấy, chẳng có thể nghe được. Tội cấu ví như bụi bám vào gương, bụi bám vào gương ngăn che, không cho bóng hiện trong gương. Cũng như vậy, tâm cấu ngăn che, không cho thấy được Phật, phải giữ tâm thanh tịnh mới có thể thấy được Phật. Ví như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh ở thành Ca Tỷ La Vệ, đi thuyết pháp khắp nước Thiền Trúc. Khi đi về phương Bắc, khi đi về phương Nam, khi đi về phương Đông, khi đi về phương Tây, có khi lại ứng hiện trên núi, có khi ứng hiện đứng giữa hư không, mà có nhiều chúng sanh ở những nơi ấy vẫn chẳng thấy được Phật. Trong kinh có chép trường hợp Phật chỉ ở lại trong hang có một đêm, mà hình ảnh của Phật vẫn còn in mãi trên vách đá. Có người nghe nói vào hang tìm xem mà chẳng thấy gì. Trong lúc đó thì có người chỉ nhìn qua khe đá đã có thể thấy hào quang của Phật. Cũng như Phật di lạc ở cung trời đâu xuất, chưa giáng trần nên chúng sanh ở cõi trần không thấy được, chẳng phải không có Phật di lạc vậy. Nên biết, chúng sanh nào có thiện căn đầy đủ mới được Phật độ. Như bài kệ thuyết, chư Phật quán biết trong chúng sanh, có kẻ chẳng thể nào độ được, có kẻ dễ độ, kẻ khó độ, có kẻ lận căn, kẻ đột căn. Phật phóng quang hoặc hiện thần túc, dùng mọi nhân duyên độ chúng sanh, dù đối nghịch Phật vẫn thương xót, làm trái ý Phật vẫn chẳng chấp. Khó hóa độ Phật dùng lời thô, nhu nhuyễn dễ độ dùng lời dịu, tâm Phật tuy từ bi bình đẳng, đúng thời mới phương tiện độ sanh. Lực phương tiện của Phật chẳng có thể nghĩ bàn được. Đến các bậc đại A-la-hán như Ngài Xá Lợi Phất, các bậc đại Bồ-Tát như Ngài Di Lặc cũng chưa thể biết được, huống nữa là người phàm. Trong kinh có chép những mẩu chuyện về chúng sanh được độ trong nhiều trường hợp khác nhau. Ở nước Đại Nguyệt Thị có một người bị bệnh phong cùi, đã đến trước tượng của Ngài Phổ Hiền nhất tâm quy mạng niệm danh hiệu của Ngài xin cho được lành bệnh. Ngài Phổ Hiền liền phóng quang dùng tay xoa lên đầu và thân người bệnh, tức thì người ấy được lành bệnh. Ở một nước nọ có vị tỷ kheo tinh tấn chỉ tụng kinh Pháp Hoa. Vị này được nhà vua cung kính thỉnh vào cung thuyết giảng. Thấy nhà vua chải tóc để vị tỳ kheo đi qua, tất cả triều đình đều lấy làm lạ. Một người tâu vua cho biết lý do. Nhà vua đáp, có một đêm ta tìm đến vị tỳ kheo, nghe vị ấy đang trì tụng kinh Pháp Hoa. Ngay lúc bấy giờ ta thấy có một đấng hào quang sắc vàng, cưỡi voi trắng đang chắp tay cung kính. Ta đến gần thì đấng ấy biến mất. Ta hỏi vị tỳ kheo, vì sao thấy tôi đến gần mà đấng ấy lại biến mất? Vị tỳ kheo đáp, Bồ Tát Phổ Hiền có phát nguyện, người nào nhất tâm trì tụng kinh Pháp Hoa thì sẽ đến hộ trì. Ở một nước nọ có một vị tỳ kheo trì tụng kinh A Di Đà. Khi sắp chết, vị ấy dặn các đệ tử rằng Đức Phật A Di Đà cùng đại chúng đã đến, nói xong liền viên tịch. Sau lễ trà tỳ, các đệ tử thấy trong đống tro còn nguyên vẹn cái lưỡi của vị tỳ kheo. Như vậy có vô số trường hợp chư Phật và chư Bồ Tát thị hiện độ chúng sanh, như người tội cấu nhẹ nhàng lại nhất tâm niệm Phật, có tín tâm thanh tịnh, chẳng có nghi hối, ắt sẽ được thành đạo. Bởi nhân duyên vậy, nên phải tin có chư Phật ba đời trong khắp mười phương thế giới. Kinh: ở thế giới đó có một vị đại Bồ Tát hiệu là Phổ Minh. Luận: hỏi, hiệu Phổ Minh mang ý nghĩa gì? Đáp: có nghĩa là ánh sáng thường chiếu. Kinh: thấy đại quang minh và đại địa chấn động, liền thấy thần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài liền đến bạch với Phật Bảo Tích rằng:
Nay vì nhân duyên gì mà có quang minh chiếu sáng, có đại địa chấn động, lại có Phật thân hiển bày như vậy? Luận. Hỏi. Vì sao Bồ Tát Phổ Minh hỏi Phật Bảo Tích về nhân duyên các điểm lành ấy? Đáp. Vì Bồ Tát Phổ Minh chưa có thể biết được trí huệ và thần lực của chư Phật nên mới thưa hỏi Phật Bảo Tích để được thông rõ. Ví như mặt trăng đang sáng mà có mặt trời hiện ra, thì ánh sáng của mặt trăng liền bị lu mờ. Cũng như vậy, khi có một Đức Phật phóng quang minh, thì quang minh của chư vị Bồ Tát, quang minh của chư thiên đều bị lu mờ cả. Giữa ánh quang minh rực rỡ ấy hiện bày thân Phật sắc vàng uy nghi đẹp đẽ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khiến Bồ Tát Phổ Minh nhìn mãi mà chẳng nhàm chán. Chỉ nhìn Phật thân cũng đã được lợi ích rồi. Nay Bồ Tát Phổ Minh lại được thấy vô số thế giới khắp mười phương, được thấy các chúng sanh trong các thế giới đều được trông thấy nhau nên sanh tâm đại hoan hỷ. Bồ Tát biết rằng có đại sự nhân duyên nên phải hỏi vậy. Các đại Bồ Tát mới hay thưa hỏi các Đức Phật, còn các tiểu Bồ Tát chẳng dám thưa hỏi như vậy. Bồ Tát Phổ Minh là một vị đại Bồ Tát, ngài thưa hỏi Phật Bảo Tích về các nhân duyên có quang minh, có đại địa chấn động, có hiển bày Phật thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để Phật Bảo Tích giải đáp khiến cho tất cả đều được rõ. Ví như voi chúa thường tìm đến các gốc cây lớn nghỉ ngơi để cho các voi con có dịp tốt ăn các cành lá vậy. Hết quyển 9.